05 mà bệnh kia mà gì không nổi đâu. Đó đó, tao nghĩ là không được hả? Quá rồi. Má chiếc tàu này mà gửi không nổi ta. Chiếc 5 năm mà có phà gì không nổi ta. Mày xuống lâu chưa? Hả mày tới? Mày có người hết à? Nghe nó có người hả? Không có, nghe nó có người mà phải không? Nghe 5 người mà phải không? Điên con của Vũ anh không biết anh chưa? Không. Con đâu? Con của Vũ ở với lại nè. Tiếng với lại mà nè. Cái hạ nó nghe sao tao cũng quen quen. Vừa này vừa ghé vô chút phải không? Tiếng lại thẳng lên luôn hả? Không nghe, tôi nghe sao? Cái đi sao ta? Đi qua đi, tên đó luôn hả? Ờ, đủ, không phải căng. Kìa kìa sáng mà đó qua đủ dở lên. Kìa kìa sáng mà đó qua dở đít lên, lên đi. Đâu? Đó. Vì lẽ còn mấy cắt ở dưới sâu. Mấy cắt cái cậu giờ biết nằm đâu nữa. Không, cái cậu lên đây hả? Cậu lên chưa? Cậu mua bè kéo lên hả? Rồi gì? Giờ cậu mấy cắt mình dưới đây nè. Ông kia tôi đổi chắc kẹt ở đâu không? Má bài bài đâu rồi? Tại vì đậu văn mà ờ văn không biết đâu không ai thấy á. Tại cái nhỏ này không thấy luôn nè. Đủ mà chỗ nước ngoài má tụi độ sợ ấy mình sợ cái máy tổ nằm lúc mình sợ thì bay xuống lượt rồi đè luôn á đội lúc chạy là gì ờ sẽ đụng má đè lúc xịt ờ sẽ đè lúc xịt luôn có thể luôn đủ má giờ mình biết máy tổ nãy chỗ nào nào hay lặn mò theo tôi đổi cho kỹ luôn. Hồi nãy coi cái clip đầu tiên là cái thằng lạ nó quay là không có đó. Ừ. Cái này nè. Đâu có thì nó quay trái bên đây đúng rồi nè. Cái bà là nó nằm chỗ này nè. Ừ. Cái thằng bên đây nè. Nó quay lại là cũng cái bà nằm chỗ này nó chìm ra chỗ này luôn. Ừ, nó quay ra rồi, rồi hồi lát nó đưa mũi ra nó mới chìm. Thì đó là gió nám đó, cái trái nó lạnh luôn mà. Lên không nổi, lên tới đó là rồi không được. Ờ, cái dốc quá cao theo của bé gì không móc nữa ta. Lên không nổi đâu. Không đi mỗi mới được. Không ăn gì hết ra đó. Má bởi máy cắt xui rồi đang chạy gì đủ má ai nghĩ gì đâu. Cái xui máy cắt xui thôi. Má. Quỷ đó nó xui chứ máy cắt gì xui. Má ngồi tước mà đủ mẹ cũng chết chứ đừng nó ngồi sao tới chuyện chết luôn đó. Má rồi. Ừ.
hay gì là gỗ tao ta? Có chưa vậy? Gỗ vẫn còn đóng bằng đây. Má cái hộp nào mà đem nổi rồi chứ nào đem nổi. Đúng, mẹ nó mạnh lắm chứ bây. Sao cái hộp nó sao nó nước nặng chị thắng đâu ta? Dạ thắng xuống chưa? Dạ nó xẻo nằm bánh rồi. Xuống đây rồi ha. Cái nhà tôi cách cái nhà mà. Tôi nhớ nhớ tôi đó không? Cái nhà tôi cách cái mộng cái. Vậy mà nó mộng này nó không gì mà nó ở lúc cả tụ. Vậy mà không nó ở lúc cả. Mày lại cái đâu? Tiếng đầu tiên á. Mày tiếng trên đâu? Tiếng trên ông nội. Tiếng dưới ông nội. Thì dưới này lên qua cậu đi lên. Ừ qua cậu lên. Ừ. Thì ở tiếng. Còn tiếng với lại tiếng trên làm đúng có trên lận không ơi. Tiếng trên là tiếng Lâm Trường. Ở dưới này lên thì hai cái số. Đầu tới, đầu tới không cả? Cái à. Đầu tới. Cái này cái số không ơi. Đi ra mồi. Đi ra. Nổi. Trời ơi cha. Cú dây đứt sao chụp nổi. Mày quay lại xô đi thôi, xô mũi hắt mẹ nó đi, nó lấy lên. Ờ đúng hả? Để gì ra bán luôn tự nó gã ra là thì nó tự nó mua làm gì làm vậy đem lên này chìm thôi cái máy còn chạy luôn rồi nó quay 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 nó gãy là tại cái phà kéo nãy giờ nó gãy đó. Tại kéo nãy giờ là tại cái phà đó. Buông xuống buông luôn nó gãy nãy giờ công công đó. Nãy giờ. Cái máy nó vẫn còn chạy mà. Đâu mẹ ở ngoài là tao. Cái máy lên gì cái lên đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đó không biết. Bỏ cái kia đi, bỏ cái kia đó ra đi, cái kia nó thụt rồi tự. Quá làm cái mấy cái đất mấy mà đặt cũng chuyển qua. Bỏ đồ đây rồi, tổ lên, xác định cái nào đó là lấy cụ với cái. Ở lại đây mò đồ không thấy. Không dám, không dám đâu. Dám lắm. Không dám, nó nghe nó không dám. Thấy đó, thấy rồi mấy chú vô đó, thấy mấy ông thấy nó đụng nó kỹ ca luôn. Ủa, ngủ đây nữa hả? Mày gắt gì rồi hay vậy? Mày chú vậy? Nó nói về tao tính về nó nói mày là mày biết cái gì? Tên nhà Khang đó, Khang quen chút xíu.